có thể đừng đuổi theo nữa không? Đừng, lần này để tôi. Để hắn biết sức mạnh của Phi Thiên Tiểu Quỷ nhé. Sói Vương, sao ngài lại ở đây? Đến đây xem từ xa một chút. Đàm phán thế nào rồi? Có chút bất đồng, nhưng vẫn giành được rồi. Điều mà Vincent và những người khác không biết là Danielson sắp bùng nổ rồi. Thật xấu hổ, thật xấu hổ. Khi tôi phải vinh danh những con sói. Lấy ra ba sợi cây cỏ này. Chúc mừng chủ nhân An Tịnh Thạch Mặc Huyết Thổ Tơ Chi Điều. Nhận được 210 điểm thanh lọc. Chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ ăn mấy cọng cỏ thôi sao? Sao lại có năng lượng lớn như vậy? À, chúc mừng thành công giác tỉnh mục đồ. Nhận được bí thư hồn trì vãn ca. Và chúc mừng thăng lên cấp 28. Chúc mừng chủ nhân đã thức tỉnh tài năng mới. Gọi Sơn Đức và Tiểu Vân đến đây. Sơn Đức và Tiểu Vân, các người hãy quay lại xã hội loài người một lần nữa, mua sắm một số trang bị phòng không trở về. Còn phải mang dữ liệu phim ảnh, sinh vật Sabizia trở về. Rõ. Tông Lâm định ở Kỳ Ngộ Chi Địa và nơi lang quân hiện tại. Xây dựng riêng một cơ sở phòng không ngầm. Để phòng khi loài người đến lúc cùng đường. Vũ khí hạt nhân động vật khôi phục lại toàn bộ môi trường sinh thái. Một vài ngày sau, Lão Vương đã mang dữ liệu sinh vật trở về. Sơn Đức, Tiểu Vân đặc biệt đang mua sắm vật tư. Khốn kiếp! Vũ khí của loài người ngày càng lợi hại. Ngay cả chạy trốn cũng không thoát được. Anh không phải là người, mà là Bắc Cực Sói Vương. Vừa ra vừa nổ. Coi lão trâu ta dễ bắt nạt sao? Được rồi, các người thắng. Bầy sói này thật đáng sợ quá. Bây giờ đã ký hiệp ước với bầy sói, nhưng sau này phải chung sống với bầy sói này thế nào đây? Trong tương lai sẽ là ai? Người đó chung sống với bầy sói ra sao? Thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Người có biết không? Không biết, ta biết hiện tại thôi. Nhiệm vụ tiếp theo là chinh phục các sinh mệnh trong phạm 600 dặm. Kẻ nào không quy thuận thì biến chúng thành thức ăn. Nhớ đừng tấn công tộc người, trừ phi có kẻ không mở mắt mà đến gây sự. Đại ca, kẻ không mở mắt là tình huống gì vậy? Chỉ số thông minh bị ngắt kết nối rồi, hay là khi tiến hóa não bộ chạy mất rồi? Đại ca, tôi hiểu rồi. Xem ra chỉ là đến muộn thôi. Tốt, tản ra hành động. Không tin trong phạm 600 dặm này còn nhiều dị thú sao? Đông cỏ tổng bò rừng đang chuyển biến. Cấp 32. Kính thưa Sói Vương, từ nay tôi chính là thuộc hạ của ngài. Hồng Vĩ dẫn theo con bò rừng này và con vua hổ kia đi đến hướng sông Ngà Bích, dọn dẹp các sinh vật trong khu vực lân cận. Có phục không? Ta không phục. Phục rồi, ta phục rồi. Có thể đừng đuổi theo nữa không? Lần này để ta đến. Để hắn biết sức mạnh của Phi Thiên Tiểu Huy này.
Ồ hô, không dừng lại. Đứng lên đi, đừng giả vờ xỉu. Ta biết ngươi vẫn còn sống. Nếu không nhớ nhầm, ngươi đuổi theo ta gần một ngày rồi. Ngươi không mệt sao? Nếu không bị người đánh chết thì ta cũng mệt chết mất. Anh. Tin tức buổi tối. Theo thống kê của mạng bạn bè Sabizin, số lượng bầy sói Bắc Cực khoảng 60 đến 70 vạn con. Uy thế ngút trời, có thể quét sạch một số sinh vật biến dị. Và liên minh gấu lớn sẽ mở ra kỷ nguyên mới của gấu lớn. Có nhầm lẫn không? Có nhầm lẫn không? Kết giao với bầy sói chắc chắn là tin giả rồi. Xin lỗi vị bạn mạng Quảng Đông này. Tin tức này là thật 100%. Bảo hành 7 ngày không lý do. Sốc quá, sốc quá. Bầy sói Bắc Cực này không chỉ có tộc sói, mà còn có chim bay, cả Bắc Cực tộc gấu, hổ Sabizin, bò rừng thảo nguyên, vân vân. Khoan đã, tôi muốn đến Bắc Cực.